Mai em có rảnh không? Em có ạ. Thế chiều mai anh hẹn em quán trà sữa lúc 4 giờ chiều nhá. Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, được ạ. Phương Anh. Vài hôm nữa là đến sinh nhật của người yêu tôi mà tôi vẫn chưa biết mua quà gì cả. Sang nhờ bà tư vấn đây. Ok, đi vào nhà đi. Này, trong mặt bà tư tỉnh đấy. Chắc ông Dương mà gọi điện hả? Anh ấy rủ tôi ngày mai đi cà phê với anh ấy đấy. Sướng nhá, được cà rớt rủ đi chơi. Chắc anh ấy định tỏ tình à? Chắc là không phải đâu. Tôi nghĩ anh ấy rảnh nên rủ tôi đi chơi thôi. Này, bà thích ông Dương bao lâu rồi? Không định tỏ tình đi à? Cứ yêu thầm như thế, đừng bao giờ. Con gái thời đại bây giờ ấy, phải chủ động lên. Như tôi đây này, tôi có người yêu là do bạn gái tôi tỏ tình trước ấy chứ. Bà mà cứ thế này ấy, xác định ế cả đời. Nhưng tôi chẳng biết nói như thế nào với anh ấy. Mà có khi nói ra, không có người yêu thì còn mất luôn cả bạn ạ. Sợ cái gì mà sợ? Sao mà phải sợ? Bà mà cứ do dự thế này ấy, ông mới đi lấy người khác đấy. Mất bạn thì thôi, bà thiếu gì bạn? Tôi cũng là bạn của bà đây. Mà bà ấy, thiếu mỗi bạn trai thôi. Thích ai thì phải nói ra người ta mới biết được chứ. Này, gọi ông ấy đi, tỏ tình luôn đi. Tôi đang ở đây, tôi bảo kê cho. Có gì mà phải sợ? Alo anh ạ. Ừ, anh đây. Gọi anh có chuyện gì thế? Không có gì đâu ạ. Em gọi để muốn bảo là em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì thế em? Có quan trọng không? Nếu không thì để mai gặp thì nói luôn. Vâng, thế cũng được ạ. Sao đây? Anh ấy bảo là mai gặp thì nói một thể luôn. Chán bà thế. Lại mai à? Ngày mai gặp tôi sẽ nói với anh ấy. Lần này tôi quyết tâm rồi. Nhớ nhá. Ừ. Thôi, bây giờ bà tư vấn quà cho tôi đi đã. Để xem tặng cái gì cho người yêu. Tôi có mấy thỏi son đẹp cực. Đây, tôi cho ông xem ảnh nhé. Nhiên, sao em đến muộn thế? Anh hẹn em 4 giờ cơ mà. Ngồi đi. Vâng ạ. Tại lúc nãy em bị tắc đường nên đến hơi muộn ạ. Giờ này mà cũng tắc đường được á? Mà thôi bỏ đi. Em có biết anh của em ra đây làm gì không? Giới thiệu với em, đây là Hương, bạn gái của anh. Còn đây là Nhiên, người mà anh hay kể với em đấy. Chào cậu, tớ đã nghe anh Dương kể rất nhiều về cậu. Hôm nay mới được gặp mặt. Chào cậu. À, mà hôm nay em bảo có chuyện gì muốn nói với anh à? Có quán lẩu mới mở nên là em muốn rủ anh đi ăn mà. Ừ, cũng được. Bạn gái anh thích ăn lẩu lắm. Để anh lau cho, dính bẩn đây này. Ở bên cạnh một người dưới tư cách là bạn bè, muốn ghen cũng không có tư cách gì để ghen. Đúng là chua xót thật. Ê Nhiên, sao trông mặt buồn thế? Tỏ tình được anh ấy chưa? Chắc bị từ chối rồi đúng không?
ấy có người yêu mất rồi. Ui lo cái gì, mới yêu thôi mà. Yêu có thể chia tay được, người ta cưới người ta còn ly hôn nào bầm cái kìa. Ông đừng có mà nói gở, tôi thấy anh ấy chiều bạn gái của anh ấy lắm. Chắc đấy mới chính là một nửa hoàn hảo của anh ấy. Còn tôi thì ai mà thèm chứ. Thôi buồn làm gì, đi ăn lẩu đi, tôi mời. Đấy, nghe được ăn cái là sáng mắt lên. Thôi đi. Alo, em đây à? Em có rảnh không? Đi tìm Hương hộ anh với. Khi nãy bọn anh cãi nhau, rồi cô ấy chạy ra ngoài, anh tìm mãi không được. Vâng, vâng, anh đừng lo lắng quá. Anh đang ở đâu ấy ạ? Để em qua giúp anh. Anh đang ở đường Minh Giang, em ra luôn hộ anh nhá. Cảm ơn em. Vâng, vâng ạ. Làm sao đấy? Tí xin quản lý giúp tôi có việc phải về sớm. Thế nhá. Đi đâu được nhở? Anh tìm thấy Hương chưa? Anh đi tìm 3 vòng rồi vẫn chưa thấy đâu cả. Thôi bây giờ như này, em đi bên này tìm mộ anh, để anh đi hướng này. Vâng ạ. Thích một người là luôn luôn tìm kiếm những thứ liên quan tới anh ấy ở khắp mọi nơi. Và lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm là giúp anh ấy đi tìm người anh ấy yêu. Cậu có sao không? Anh Dương đi tìm cậu nãy giờ đấy. Anh ý có yêu tới đâu mà đi tìm tới làm gì chứ? Cậu đừng nói vậy, anh Dương yêu cậu thật mà. Tớ không biết hai người cãi nhau chuyện gì, nhưng chắc là hiểu lầm thôi. Hay là để tớ gọi anh Dương đến giải thích rõ ràng với cậu nhé. Alo, em tìm thấy cô ấy chưa? Em tìm thấy rồi. Bọn em đang ở cạnh công viên, anh đến ngay nhá. Ừ, ở đấy, anh đến ngay. Hương ơi, anh xin lỗi. Em ghét anh lắm. Sao anh lại nói thế với em? Anh hết yêu em rồi à? Không, không đời nào. Em là người anh yêu thương nhất, làm sao anh hết yêu em được chứ? Hương à, anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em cả đời. Em đồng ý làm vợ anh nhá. Hết thật rồi, tất cả hy vọng đều đã tan biến. Mình đúng là đứa ngu ngốc nhất trên đời. Thích anh ấy mà không dám nói. Để đến bây giờ, có muốn nói cũng không còn cơ hội nữa. Thôi, bà đừng buồn nữa. Chuyện cũng đã rồi, ông ấy sắp kết hôn rồi. Quên ông ấy đi, tìm người khác mà yêu. Ông không hiểu được đâu. Nếu như có thể quên anh ấy và tìm người khác thì tôi đã làm từ lâu rồi. Ông có biết là tôi yêu thầm anh ấy 10 năm nay rồi không?
thầm một người, cũng giống như đi ngang qua một cửa hàng, mình gặp món đồ mà mình rất thích nhưng lại không có đủ tiền mua nó. Tôi đã cố gắng tiết kiệm, tôi đã cố gắng rất nhiều, hy vọng một ngày có thể mua được nó. Đến khi quay lại cửa hàng, tôi đã biết món đồ ấy đã tăng giá rồi. Tôi lại tiếp tục cố gắng, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng khi quay lại cửa hàng, tôi mới nhận ra một điều là món đồ đó đã có người mua từ rất lâu rồi. Đến lúc ấy, tôi nhận ra từ trước tới giờ tôi đang theo đuổi một thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Nín đi. Bà là cô gái tuyệt vời. Tôi tin sẽ có người xứng đáng với bà. Mai là ngày cưới của anh rồi. Xin lỗi anh, em không thể đến dự đám cưới của anh, không thể nhìn anh kết hôn với người con gái khác. Xin hãy cho em được một lần ích kỷ. Đây là món quà em dành tặng cho anh, cũng là thứ đánh dấu việc em chính thức buông tay, không còn yêu anh nữa. Tự nhiên em gọi anh ra đây làm gì? Nói nhanh nhá, ngày mai anh cưới rồi, còn bao nhiêu chuyện phải lo đây này. Ngày mai em có việc bận nên không đến dự đám cưới của anh được. Em muốn tặng quà cưới cho anh. Em cầu kỳ thế. Để anh xem em tặng anh cái gì nào. Anh đừng mở vội, anh để em đi rồi hãng mở. Thế nhá, em về trước đây. Chỉ là một chiếc hộp rỗng thôi mà. Lạ thế nhở? Ý cô ấy là như thế nào? Chắc là anh cảm thấy khó hiểu lắm đúng không? Thật ra nó không phải là một chiếc hộp rỗng. Nó chứa đầy những gì còn sót lại của trái tim em. Không có anh, trái tim em đã trống rỗng rồi.